Thưa quý vị và các bạn, Phú Quốc được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh đẹp cũng như là nhiều sản vật nổi tiếng. Và trong số đó thì không thể không kể đến danh tiếng của những vườn tiêu ở Phú Quốc. Các vườn tiêu ở đây thì không chỉ cho ra các sản phẩm gia vị thơm nồng, cay đậm đà, mà còn cả những cảnh đẹp thú vị để khám phá và chiêm ngưỡng. Đây cũng là một mắt xích góp phần xây dựng một chuỗi các điểm du lịch sinh thái làng nghề tại thành phố Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang. Vườn tiêu này là tài sản anh Lèm thừa hưởng từ đời ông cha. Trong khi nhiều nơi, nhà nhà đua nhau chặt bỏ vườn tiêu để trồng cây khác, thì anh Lèm vẫn kiên trì với cây tiêu và có cách làm hoàn toàn khác, đó chính là trồng hồ tiêu theo hướng hữu cơ. Mong muốn của anh là đưa những hạt hồ tiêu chất lượng nhất đến tay người tiêu dùng, đặc biệt là khách du lịch đến Phú Quốc. Cây tiêu này nó rất là thích những cái loại hữu cơ. Mỗi cây tiêu nếu mà đạt năng suất thì từ 4 đến 5 kg khô. Và thổ nhưỡng, cái khí hậu với thổ nhưỡng bên đây rất là phù hợp cho cây tiêu, cho nên những cái chất lượng những hạt tiêu ở đây rất là cao. Được mệnh danh là đảo ngọc, những năm qua Phú Quốc là điểm đến của nhiều khách du lịch. Bên cạnh những bãi biển đẹp hoang sơ và các điểm du lịch nổi tiếng, những cửa hàng bán nông sản là đặc sản của địa phương luôn được khách du lịch đặt chân tới. Hồ tiêu và những sản phẩm chế biến từ hồ tiêu với vị thơm, cay riêng biệt luôn để lại ấn tượng với khách du lịch phương xa. Mình cũng rất thích đặc sản vùng miền, mà đặc biệt là vào được Phú Quốc thì là đặc sản là tiêu. Nên là chị quyết định chọn về làm quà đúng không? Đúng rồi, mình mang tiêu về quà cho bố mẹ với họ hàng. Từ những sản phẩm hạt tiêu mình làm ra là lúc đầu thì hạt tiêu thì mình sử dụng để mình làm gì kho cá và mình làm để làm muối tiêu để mình chấm và làm những cái gia vị để mình thưởng thức. Cho nên đó, nhà vườn mình đây thì thấy cái phát triển được cái đó, đó gọi là mình sơ chế là được. Thì cho nên là mình sẽ tiếp tục mình phục vụ cho bà con, mình làm những cái sản phẩm như vậy cho bà con về trực tiếp sử dụng luôn. Tại vườn tiêu Đức Thạnh, 3.500 gốc tiêu được anh Lèm chia ra thành nhiều khu trồng khác nhau. Những trụ tiêu xanh mướt, những trái hồ tiêu chín đỏ luôn tạo ra sự thích thú mới lạ đối với mỗi người từng đặt chân đến đây. Thì nhìn vườn tiêu rất là đẹp, tiêu là một thực phẩm hàng ngày đều được sử dụng cho nên em muốn đến đây xem thử nó được trồng như thế nào, cách chăm sóc ra sao, hương vị nó có khác biệt như vậy những chỗ khác. Tại Phú Quốc, hình thức du lịch sinh thái vườn tiêu còn được kết hợp với nhiều tour tham quan khác có tính chất tương tự như tham quan nhà bè, tham quan cơ sở sản xuất rượu sim, tham quan xưởng làm mắm truyền thống. Chính các vườn tiêu Phú Quốc đang góp phần xây dựng lên một chuỗi các điểm du lịch sinh thái làng nghề, thu hút lượng lớn khách du lịch đến với Phú Quốc, Kiên Giang. Có thể thấy là khách du lịch khi mà đặt chân tới những mảnh đất mới, ngoài mục đích là thưởng ngoạn những cảnh đẹp, không khí trong lành, thì còn muốn được thưởng thức những đặc sản của mảnh đất đó. Và câu chuyện về hồ tiêu Phú Quốc là một ví dụ. Và để bàn về xu thế làm du lịch sinh thái kết hợp với phát triển nông nghiệp, ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay nhà báo Hoàng Trọng Thủy, nguyên tổng biên tập báo tạp chí Nông Thôn Mới, và rất cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay với chúng tôi. Và câu hỏi đầu tiên xin được hỏi nhà báo Hoàng Trọng Thủy là nhà báo nghĩ sao về hình thức du lịch cộng đồng gắn với cái việc mà phát triển nông nghiệp ở nhiều địa phương và cái kết quả mang lại thì như thế nào, ông có thể chia sẻ với chúng tôi đúng không ạ? Nếu như mà cái du lịch ở sinh thái ở nông thôn thì chúng ta thấy là cái hoạt động của cái du lịch nông nghiệp hiện nay nó đang tăng lên. Đặc biệt là đối với những cái khách ở nước ngoài, người ta muốn trải nghiệm cái làm nông nghiệp của cái thời cổ xưa và hiện nay nó được tái hiện ở Việt Nam như thế nào. Thứ hai nữa là khi mà đã tiến hành được một cái nền kinh tế của du lịch, thế thì vấn đề chia sẻ cái lợi ích của cộng đồng là những cái điều quan trọng nhất. Cái điều thứ hai nữa là làm sao để cho cái khách du lịch mà người ta đến du lịch sinh thái thì người ta cảm giác như là về nhà. Có nghĩa là người ta được phải có người trò chuyện, người ta phải được hướng dẫn cách làm ăn. Cái thứ ba đó là tâm tính của người ta nó phải trở lại một cái sống chậm. Đó chính là những cái tăng thu nhập lên cho người nông dân. Và tôi cho là cái ngành này sẽ còn có phát triển tốt hơn nữa. Vâng, rõ ràng là chúng ta thấy rằng là ngoài những yếu tố thiên nhiên thì du lịch sinh thái kết hợp với phát triển nông nghiệp còn dựa vào rất nhiều yếu tố về kinh nghiệm và cả về trí tuệ nữa của chính quyền địa phương, của doanh nghiệp và của cả những người nông dân. Ở đây ta thấy rằng là nếu mà chúng ta làm phát triển kinh tế gắn với cả du lịch sinh thái thì sẽ mang đến nhiều lợi ích cho tất cả mọi người đúng không ạ? Vâng, ở đây thì ít nhất là người ta sẽ chọn ra được 4 cái lợi ích. Lợi ích cái thứ nhất là nó giữ được cái nguyên bản của cái hiện trạng.
Ở đây tôi muốn nói là cái môi trường và cái hoạt động của các cái của các cái làng nghề. Cái điều thứ hai nữa là nó làm cho cái sự gắn kết của cộng đồng ngày một được tăng cao. Cái thứ ba đó là cái giá trị văn hóa ở cái vùng quê đó hoặc cái nơi người ta đến du lịch thì cái cố kết cộng đồng nó cao hơn và người ta được thưởng thức cái sản phẩm đó, có nghĩa là người ta đã biết được cái giá trị văn hóa nó được kết cấu vào đó và là một cái món quà nếu như mua tặng cho người khác. Và cái điểm cuối cùng nữa thì chúng ta biết là nó góp phần giải quyết việc làm, nó tăng thu nhập lên cho cái người lao động và cái môi trường, văn hóa, con người và nó giữ được cái lao động trẻ trở lại thì đó là một cái sự yên bình và sự phát triển của nông thôn. Vâng, xin được chia sẻ với nhà báo Hoàng Trọng Thủy và quý vị khán giả là vài năm trở lại đây thì du lịch cộng đồng gắn với các mô hình nông nghiệp đã đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cho nhiều địa phương, nhiều doanh nghiệp. Sự tham gia trực tiếp của nông dân đã tạo nên sự phong phú, hấp dẫn cho các sản phẩm du lịch, đồng thời đem lại thu nhập cao hơn cho người nông dân. Thế nhưng mà để có được những kết quả này thì việc phát triển du lịch cộng đồng với nông nghiệp cần thiết phải gắn với thị trường. Hay là chúng ta nói một cách khác là các mô hình nông nghiệp cũng cần phải gắn với thị hiếu của người tiêu dùng. Được tận tay thu hái và thưởng thức những cây nấm hữu cơ ngay tại trang trại. Đó là lý do duy nhất mà anh Cường lựa chọn tour du lịch cộng đồng tại làng nấm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Theo anh Cường, hình thức du lịch này giúp những du khách như anh gần gũi hơn với thiên nhiên và đặc biệt là có thể mua được những sản phẩm nông nghiệp chuẩn, ngon. Thì ngoài việc tham quan đây thì tôi được trải nghiệm là được hái nấm. Trực tiếp tôi hái nấm, mà điều này thì tôi vẫn chưa được làm bao giờ. Và trực tiếp được theo dõi các bạn đây là cách thức trồng nấm và cách thức làm ra được nấm như thế nào. Và điều đó làm tôi rất thấy thú vị. Thực tế thì tự hái thì những cọng nấm thì vừa đẹp lại vừa ăn ngon nên tôi cảm thấy rất hài lòng. Với cách làm du lịch này, trung bình mỗi ngày, làng nấm Đà Lạt thu hút từ 200 đến 500 khách du lịch tùy thời điểm. Giá vé tham quan 80.000 đồng một lượt. Có được kết quả này là do điểm du lịch kết hợp với sản phẩm hữu cơ đang giành được sự quan tâm của người tiêu dùng hiện nay. Chúng tôi quảng bá bằng cách là chúng tôi chọn đúng đối tượng mà muốn đưa gia đình mình, đưa con mình, đưa cha mẹ mình đến để trải nghiệm nấm nó là cái gì, nó mọc như thế nào, ăn như thế nào. Thì ở đây câu chuyện, để hoàn chỉnh câu chuyện thì làng nấm Đà Lạt có phục vụ ăn cho những khách tham quan mà rất là thích cái nấm hữu cơ ở đây và rất là muốn thử. Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, hình thức du lịch cộng đồng gắn với kinh tế nông nghiệp là xu thế phát triển ngày nay. Hình thức này mang lại nhiều lợi ích kinh tế bền vững, vừa góp phần bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường, vừa nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho những người nông dân làm du lịch. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả thì hình thức này cần gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Chúng ta chỉ nghĩ đến cái sản phẩm chúng ta có, cái hay cái đẹp, mà chúng ta chưa nhiều khi chưa nghiên cứu được thị trường, chưa nghĩ được vấn đề là thị trường cần cái gì để nó. Thì cái du lịch cộng đồng mà các anh chị hay du lịch nông nghiệp cũng thế, thì nó cần phải có, chúng ta phải có cái để tham gia vào nghiên cứu thị trường và đi theo đúng các cái định hướng, đưa ra những sản phẩm mà khách du lịch cần chứ không phải chỉ là cái chúng ta có. Xu hướng tiêu dùng nông nghiệp tự nhiên, nông sản an toàn và hiệu quả kinh tế đang được người tiêu dùng ưu tiên hàng đầu. Trong đó, sản xuất nông nghiệp sạch kết hợp với du lịch đang là hướng đi bền vững được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân áp dụng nhằm gia tăng lợi ích kinh tế. Vâng, qua phóng sự vừa rồi cũng như là nhiều ví dụ ở nhiều địa phương thì chúng ta thấy rằng là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn liền với phát triển nông nghiệp cũng đã được đẩy mạnh trong nhiều năm nay rồi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng vẫn chưa thấy những cái kết quả rõ ràng. Theo nguyên nhân vì sao thế ạ? Chúng ta chưa được cái kết quả rõ ràng thì nó có ba cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là cái khâu chế biến của các cái nông sản của chúng ta nó chưa đáp ứng được với cái yêu cầu của người tiêu dùng. Có nghĩa là nó còn đơn điệu. Và thứ hai nữa là cái giá trị sử dụng nó là chưa phổ quát. Cái nguyên nhân thứ hai nữa đó là cái người thuyết trình ở trong cái du lịch đó chưa yêu hết cái sản phẩm của mình và chưa làm cho những cái người khách du lịch người ta tạo nên cái xúc cảm để quyết định bỏ cái đồng tiền đó ra mua. Và cái thứ ba nữa là khi mà chúng ta làm du lịch sinh thái thì hỗ trợ người nông dân trong cái quá trình để mà hoàn chỉnh cái sản phẩm đó, nhưng đến khi rút ra thì cái sản phẩm đó lại không còn. Thì điều này có nghĩa rằng là việc này là đòi hỏi nó phải đi dài hơi và nó phải có chiến lược và dứt khoát phải hỗ trợ về mặt thị trường và tìm đầu ra cho sản phẩm. Thì có như vậy
thì cái sản phẩm vừa tiêu thụ được và vừa tạo điều kiện để cho cái du lịch đó nó được bền phát triển bền vững hơn. Vâng, tôi thấy cũng có rất nhiều ý kiến đồng quan điểm với ông, nghĩa là muốn cái mô hình này thật sự phát triển, thật sự là thành công thì phải gắn với thị hiếu cũng như là đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. Ông có thể chia sẻ cho chúng tôi chi tiết hơn về cái định hướng này, cái giải pháp này được không ạ? Về cái giải pháp này thì tôi nghĩ rằng là có bốn nội dung. Cái thứ nhất là cái tổ chuyên gia tư vấn đối với lại ở cấp huyện hoặc cái cơ sở đó phải làm sao dẫn dắt cho người ta đến một cái sản phẩm mà người ta nhận biết được, đi trên cái đường dài và chuẩn bị cái nguồn lực của mình để đi cho nó đến đích. Cái điều thứ hai nữa ấy, đó là cái công nghiệp chế biến của chúng ta thì nó cần phải sâu hơn và nó có nhiều hàng tinh chế hơn. Tôi nói ví dụ như là tiêu thì nó phải có tiêu nghiền, nó phải có tiêu chín, nó phải có tiêu xanh, rồi có là tiêu ngâm với lại những các cái món chấm, và người ta được trải nghiệm qua món ăn thì nó kích thích và tạo cho người ta nhớ lâu, và cái hình ảnh đó nó ám ảnh người ta và đến nơi thì người ta mua. Cái thứ ba nữa đó chính là xây dựng các cái thương hiệu để đủ độ tin cậy cho những người tiêu dùng và đến mua. Và cái điều thứ tư nó là cái lợi ích của cộng đồng nó phải được chia sẻ. Ở đây nó bao gồm người trong dự án, người làm du lịch và người tham gia chuỗi cung ứng, và kể cả những người không tham gia chuỗi cung ứng cũng phải được hài hòa về mặt lợi ích. Thì đó chính là những cái điều kiện tốt nhất để cho cái du lịch sinh thái của chúng ta phát triển đồng đều. Vâng, xin cảm ơn nhà báo Hoàng Trọng Thủy đã dành thời gian cho chúng tôi ngày hôm nay.